khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ, phận ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi, từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho đời thành phố sau lưng, môi ngọt rượu nồng dày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở trận quân thù ngày đêm tỏ mặt. Hello các bạn, vừa rồi thì các bạn vừa mới xem mình đánh demo cái bài tập mẫu nằm trong cái giáo trình guitar level 1 là đệm hát cơ bản. Giáo trình này được thuận biên soạn và sử dụng độc quyền tại lớp đàn của mình. Chương trình gồm có 5 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, và cái quyển số 1 này là cái quyển đầu tiên mà các bạn sẽ học, đó là guitar đệm hát cơ bản ha. Thì các bạn học viên của mình tại lớp offline có thể dựa vào cái bài tập mẫu này kết hợp với những gì mình hướng dẫn ở trên lớp để có thể hoàn thành cái bài này tốt hơn ha. Ngoài cái bài tập mẫu này á, thì các bạn cũng có thể kiếm thêm các bài tập mẫu khác cũng nằm trong cái giáo trình guitar level 1 này bằng cách là chúng ta search trên YouTube theo cái từ khóa là bài tập mẫu guitar level 1 guitar đệm hát thuận guitar. Đó, chúng ta cứ search ra cái từ này rồi nó sẽ ra toàn bộ các cái clip nằm trong cái playlist, tất cả các cái bài tập nằm trong giáo trình guitar level 1 luôn. Rồi, nếu như mà bạn nào thích học thì các bạn hãy đăng ký học đàn tại lớp của mình. Cách đăng ký như sau là các bạn hãy bấm vào cái phần thông tin clip ở phía dưới đó, hoặc là cái phần top comment bình luận ở phía dưới, các bạn bấm vô đó coi mình có hướng dẫn là điền thông tin để mà đăng ký học. Các bạn cứ việc làm theo hướng dẫn ha. Ngoài ra thì mình cũng đang soạn một số cái giáo trình tự học dành cho các bạn ở xa không có đến lớp của mình học được á. Đảm bảo với các bạn là đây sẽ là một cái cuốn sách tự học rất là dễ hiểu mà rất là hiệu quả luôn. Và mình hứa với các bạn á, chỉ cần các bạn siêng năng tập luyện và tập đúng theo cái quy trình mà mình đã đề ra trong cái quyển sách tự học đó đó, thì mình bảo đảm với các bạn, các bạn sẽ biết chơi ít nhất là ở cái mức độ đơn giản nhất. Cho dù là trước đó các bạn có không biết chơi đi chăng nữa cũng không sao cả, tại vì giáo trình này mình đã nghiên cứu và biên soạn rất là kỹ luôn. Mình sẽ sớm xuất bản và review cái cuốn sách này trên kênh YouTube của mình luôn ha. Các bạn cứ cập nhật thông tin liên tục từ trên cái kênh YouTube của mình ha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.